mẹ lấy bánh chưng nhá. Mẹ lấy bánh chưng cho hai đứa ăn nhá. Ui, đang sôi. Sục. Ô, thơm lắm. Ở đây là để mẹ rửa tay thay quần áo cho hai đứa thì mẹ ăn được nha. Trời ơi, mệt quá. Đi, con bỏ bánh lên đây cho mẹ. Bỏ bánh lên đây đấy. Mẹ đi rửa tay cho Cam với cho con nữa để ăn. Ê, bây giờ con ở đây là để mẹ tắm cho Cam nha. Ừ, mẹ tắm cho Cam xong rồi đến lượt con nha. Cho nó sạch sẽ để mẹ ăn được chứ. Cam ơi, ở đây mẹ nằm. Đi, đi vào đây. Bánh chưng. Ngồi xuống đi bé, không ăn vô mặt này. Nhiều lạt quá. Ngồi xuống bé ơi. À ca, đừng có nhận tay của mẹ. Đấy, bánh chưng đấy. Ca ngồi xuống nào. Bé, ngồi im mẹ xem nào. Ca ngồi xuống, hai đứa. Thôi hai đứa ngồi xuống khoanh tay lại cho mẹ thế. Cứ với. Để được lâu thế đấy. Bé ơi, đừng. Đến đây cho mẹ, đến đó. Đến mẹ. Nào bé nào, đến mẹ bóc hết cái lượt lá này nào. Bây giờ mẹ có đúng là mẹ quên luôn, mẹ không nhớ là lúc nãy là dây nào trước rồi đây. Thôi, cứ kéo lại đi. Mẹ nghe. Rồi, mẹ kéo nhầm rồi. Nghe. Mẹ kéo nhầm rồi, bé ơi. Nghe. Ôi giời, thịt này. Ngon lắm. Cá ngồi xuống. Cá ngồi xuống, bánh ngon lắm. Từ từ. Từ từ. Đấy, thấy chưa? Từ từ bé. Rồi con ngửi xem, thơm không? Thơm không? Nào ca, ngồi lên. Thơm chưa? Đấy. Để yên mẹ lấy. Nào ca ngồi xuống nào. Đưa mẹ lấy nào. Đưa đây. Đưa mẹ lấy cho. Đó, để đây. Ca ngồi xuống đây mẹ lấy. Ngồi hẳn xuống.
bánh chưng ngon mà. Ngon không? À, bánh chưng à? Mẹ không? Ngon không Kaka? Cái này gạo nếp này, đậu này, thịt lợn này, đấy, đây là nhân đấy. Này ca có ăn cái đậu này không? Từ há một đậu á, ca thích ăn đậu. Một cái này đó. Đó. Tính một tay cho mà xem. Thịt này nào. Thịt này. Đó. Để xem nào. Tính một tay rồi đúng không? Mày nói rồi mà. Đây, để mẹ lấy cho đậu ăn nha, của anh đây. Ngồi hẳn xuống. Ừ, nhớ đậu này. Đừng, há miệng ra. Không, nào, há miệng nào. Để mẹ cầm cho mà ăn. À, cá đang tìm đậu hả? Đây. Để mẹ lấy cho. Cá đang tìm đậu. Cá đang tìm đậu. Mẹ có thể ăn đậu thôi. Em cứ ăn đi. Đây bánh này kiểu là có nhân thịt lợn đấy. Cá lại thích ăn chay, cá không thích. Ăn là phải ngửi nè. Hay để mẹ lấy nước ngọt mẹ rót cho uống nhá. Con uống nước không?